Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi cho lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề kiểm tra giữa học kỳ 2, đề số 16. Câu số 1 tính 13 cộng 5 là bằng 18. 17 là trừ cho 3 là bằng 14. 19 mà ta trừ cho 5, 19cm ta trừ cho 5cm như vậy là bằng là 14cm. 14cm ta cộng cho 4 là bằng 10, 18cm. Câu B, 16 ta cộng 3, 6 cộng 3 là bằng 9, 19. 18 ta trừ 6, 8 trừ 6 là bằng 2, 1. 30 ta cộng 40, ở đây là bằng 0, này là bằng 7. 60 ta trừ cho 40 là bằng 20. Câu số 2, khoanh vào số bé nhất trong các số sau. Này là 60, 20, 80, 90. Chúng ta so sánh tất cả này đều số có hai chữ số hết, được không? Rồi chúng ta sẽ so sánh cái hàng chục nào là bé nhất. Đây là 6, 2, 8, 9, 3, 2. Giờ chúng ta có hai hàng chục là 2, 2. Đây là 20, đây là 29. Vậy con số 20 là con số bé nhất. Câu B, khoanh vào số lớn nhất trong cái số sau. Hai chữ số, hai chữ số, 2, 2, 2. Này đây là hai chữ số hết. Giờ chúng ta so sánh cái hàng chục trước. Đây 5, 4, 2, 1, 3 và 3. Là hàng chục 5 là hàng chục lớn nhất. Câu số 3, điền vô lớn, vô bé hay vô bằng. Bên này là có 17 là con số cụ thể rồi. Bên này là 13 là cộng 4 là bằng 17. Hai bên này bằng nhau. 19 là thì 9 là bằng 10. 17 là cộng cho 2 là bằng 19. Như vậy là 10 bé hơn 19. Chúng ta tiếp tục qua cái bài tiếp theo. Chúng ta qua câu số 4. Đúng thì ghi D mà sai thì ghi X vào trống. Hình vẽ bên có 6 đoạn thẳng. Rồi, hình nào đây? Hình này. Chúng ta xem. 1, 2, 3, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5. Ghép chung cái này vô, ghép chung cái đoạn 4, 5 này vô thành ra đoạn thứ 6. Này là 7, này 8, và cái này là 9. Như vậy là câu này. Câu 9 đoạn thẳng là đúng. 6 là sai. Điểm A nằm trong hình vẽ. Điểm A đây. Đúng. Điểm B nằm ngoài hình vẽ. B nằm ngoài. Này đúng luôn. Câu số 5. Điền số tích hợp vào chỗ chấm. Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị. Số 69 gồm là 6 chục và 9 đơn vị. Câu B, số liền sau của số 10, liền sau là ta cộng, ta lấy số này ta cộng 1 là 11. Số liền sau của số 19 cũng tương tự, ta lấy 19 ta cộng 1 là bằng 20. Câu C, 80 mà ta trừ cho 30 là bằng 50. 50 ta cộng 20 là bằng 70. 70 ta cộng 10 là bằng 80. 80 ta trừ 30 là bằng 50.
Câu tiếp theo, câu số 6. Nó phép tính với kết quả đúng. Vậy trong này thì chúng ta sẽ có là 19 ta trừ cho 6 là bằng 13. Nó vào đây. Mười một ta cộng bốn là bằng 15. Mười tám ta trừ cho 6 bằng 12. Mười bốn ta cộng hai là bằng 16. Câu 7. Viết phép tính thích hợp. Em được thưởng 10 quyển vở mà em mua thêm. Mua thêm là ta còn cộng vào cho em 20 quyển nữa. Hỏi em có tất cả là bao nhiêu quyển vở? Vậy là 10 là 10 quyển là được thưởng này. Cộng cho 20 là mày mua này. Như vậy là bằng là 30. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.